Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Dã Đồng Quê. Hôm nay rất là vui luôn á cả nhà ơi. Thì được anh Johnny Nguyễn ở Úc có gửi tặng một nồi hủ tiếu xương đến bà con ăn lấy thảo nha cả nhà. Thì hai thím cháu sớm giờ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi. Thì đây một mâm xương nè, giả lại trứng cút, thêm thịt bằm nữa. Thì bên thím ba thì hủ tiếu thì ăn kèm chung với giá, với hẹ, thêm mớ hành phi, rau thơm. Đây là cái nồi nước lèo nè. Nồi nước lèo này thì mình chỉ nấu củ cải trắng nha cả nhà. Giờ lớn ga lên xíu cho nó sôi bực lên để mà múc hủ tiếu luôn. Thì em cũng thay mặt cho bà con gửi lời cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe luôn. Hôm nay rất là đông luôn, vui vừa đông luôn. Cảm ơn anh áo đen. Anh áo đen á. Anh áo đen á là do bé Su đặt á, là chết danh anh áo đen luôn rồi. Này xương. Bà Sáu đó, bà Sáu nạt ha bà Sáu. Xương trứng cút. Ô quên, thịt bằm. Tiêu. Tiêu bên kia đó. Hành phi để vô. Phi. Rồi buổi chiều này là khỏi ăn cơm rồi bà Sáu à. Mới than đói bụng. Mới than bà Sáu, mới than đói bụng. Rồi con gửi bà Sáu. Chúc bà Sáu ngon miệng luôn nha. Đây, xương. Dạ. 3 cái trứng cút, thịt bằm. Vặn sao ăn ngon. Mấy người ngồi bà. Ba ngồi bàn. Dạ. Đây cho con gửi cô thầy. Dạ chúc cô thầy ngon miệng luôn nha. Chiều nay vui rồi đó. Bé Sóc không? Bé Sóc Quế. Đây cho con gửi. Rồi chúc bà Sáu ngon miệng luôn nha. Con rồi nè, không có giá này đó. Trời ơi. Rồi không giá mà. Cho bé Sóc cục xương gân nè, hết ăn gân không? Không thì lấy ra xương thịt chịu không? Không thì trả lời không. Trả lời không ngọt xớt liền luôn. Con ăn gì nấu cho hai. Đây nè, đúng rồi nè. Đúng ba rồi. Đây cho gửi bé Sóc nè. Rồi chúc bé Sóc ngon miệng nha. Nguyên cục xương luôn nè, xương này là xương ống luôn. Hai cái tô cho hai tô rồi ba ơi. Bà Hai với bà Út bữa nay không có. Mấy bà này quấn không được nha. Chê nữa rồi đó. Rồi đây của ai? Ở đây trong bàn đúng không? Trong bàn. Tiêu chưa? Khách trong bàn. Có chừng ba lớn đó. Chừng ba lớn đâu, nhỏ hơn Ninh đó. Vậy hả? Ừ. Tại hơi ta lớn hơi thôi. Nhỏ hơn. Lớn tuổi đi, giờ phải lớn tuổi đừng cãi dài. Không, ai lớn thì làm lớn. Cãi dài đi, dài nào bự thì người đó. Đây bà Út ơi, con gửi. Đấy ở ngoài rồi. Ninh tao đó rồi. Ninh mọc ăn mấy tô. Thoải mái. Chú Ninh là được ưu tiên. Bao no. Rồi, con gái. Rồi, thằng này nha, nhăn. Ba trứng cút luôn. Hủ tiếu mà có thịt bằm này là ngon cực kỳ nè. Bữa nay ế rồi. Đưa qua đó. Yêu sạch 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 mà không ra sạch sạch sạch. Bởi vậy đây. Rồi chúc ngon miệng luôn nha. Thế nhăn quân nhăn quân. Là nước sôi lên nha con, để người ta né. Nước sôi la lên. Là nướng này là nóng cực kỳ nóng luôn nè. Có tiêu chưa? Đây cho chị gửi luôn. Cảm ơn. Rồi chúc ngon miệng luôn nha. Rồi ai tiếp theo? Tôi xào giá tôi nghe ba. Tôi xào giá không hả? Rồi đây cho con gửi luôn cô Châu ơi. Chúc cô Châu ngon miệng nha. Dạ. Cảm ơn em. Rồi nghe rồi. Ăn rồi những ba ăn rồi ăn tiền bưng nha. Có tiền trả không? Ta không đòi rồi bưng. Thêm 3 chụng mà không kịp múc. Rồi cho gửi chúc con miệng luôn nha. Chụng rồi. Chụng rồi má. Chụng vô lấy ra rồi. Múc mà lấy thịt để đồ lâu. Để vô hết cái một đi cái mình múc luôn cho lẹ. Đảo hồi chống muốn chống mặt chứ. Đây, rồi, cho em gửi. Rồi, chúc chị Ban ngon miệng luôn nha. Đây, cho con gửi sáo luôn. Chúc sáo ngon miệng luôn nha. Rồi, cho con gửi với sáo luôn. Rồi. Nước sôi, nước sôi. Ông Tô vô ngồi bàn. Út con xin miếng nước luôn. Anh muốn ăn bàn vô bàn rồi. Đổ nước này. Ê Tô. Hủ tiếu này bà hai nè giá không. Hủ tiếu gút nước quá. Đây cái này của ai? Của con ha. Để ấy chưa. Cảm ơn nè con, cảm ơn. Con ai vậy? Con Duy Phương hả? Ồ. Dạ. Hết sức hả? Con Duy Phương. Cháu nội bà Gích. Rồi đây cho con gửi luôn. Cảm ơn. Rồi chúc cô hai ngon miệng luôn nha. Đây. Găng lục rồi ăn không đứt luôn. Anh này không đứt chứ bơ. Không đứt. Bà Út là theo sau lưng phục vụ. Bắt theo tấm lửa. Đây cho con gửi của họ. Rồi chúc cô Phan ngon miệng luôn. Đưa ăn xong vợ xin điện về rồi. Cho tô đây, tô. Ba nè. Nước ít nè. À. Rồi đây cho gửi luôn, rồi chúc chúc con miệng luôn nha. Đứng ngoài đó. Đứng ngoài đó. Ừ. Ngoài đi, mẹ Việt Nam. Đưa tô là đi ra. Đuổi ra. Đậu vô ăn hủ tiếu nè chú ơi. Về tới nhà nói nay xanh lừng khừng quá. Không muốn ăn cơm. Chú ông đậu lại không hủ kem ông về tới nhà. Rồi, chúc bà ba ngon miệng luôn. Đây còn chai ra thấy trong đó lắm còn không à. Đây đây hai chai. Hết rồi đó, luôn rồi đó. Hết gà hả bà? Mình sẵn sẵn đây dừa đó nó đu đu đâu đây ai con báo đây báo đây đây cho con gửi nằm cho con miệng luôn. Bữa nay rượt tô hủ tiếu xương rất là đã luôn á anh ơi, cảm ơn anh nhiều nha. Thêm mà trứng cút còn thịt bằm nữa. Vậy còn rồi, gì của ủa nhớ người đẹp đi động rồi mà người đẹp bay mùi dữ ha. Đây của bé nào. Ừ từ từ nha. Qua đây nè, qua đây qua sau lưng, chị. Ừ nè đây con vịt này lên úp đút vô. Gì thở dữ ạ? À? Gì mà thở một hơi dài dữ vậy? Thịt còn thịt bằm nữa, rồi trứng cút nữa. Rồi đi qua. Đây của bé nào? Nè của con nè. Rồi. Sắp đặt bạn nha. Ốc len hả? Ốc lớn là hai thằng trai. Ốc len. Cho bé qua cục xương bự luôn. Chịu không? Đây người đẹp. Không hả? Đồ xương nhỏ chịu hả? Xương bự không chịu hả? Xương bự thịt đâu ăn, tao biết không chưa? Cho nó thịt bự ra cùng thái. Xương bự nó không chịu đâu. Đi qua. Đây chị gửi bé qua nè. Quá giỏi. Rồi sắp từ từ nghe đàng hoàng nha. Giờ cho bọc cái tô. Bọc hả? Không có tô rồi, bọc rồi. Có bọc nè. Dạ có. Út xin vô thùng rốt rồi, không có vô thùng rốt rồi. Chú ba vô ngồi ghế bạn ăn luôn đi chú ba ơi. Ngồi ghế nè. Vô ngồi ghế đi con trụng tô cho có tô nè. Ừ. Chị lấy con đó đi. Em lấy con sao? Tự con lấy kiếm kỳ lắm em nhà. Mắc cỡ. Đây, cho gửi hiếm ba. Dạ, hiếm ba ngon miệng luôn. Bọc cho anh đó nè. Bọc vô cái anh. Chàng đẹp trai hả? Để qua xe bà nhà đó. Bà bán đó kìa. Ừ, không xin má dạy cậu đi con. Dạ, mình kiếm con. Đây, các bạn. Rồi đủ hết đi. Dạ rồi đó. Đây rồi. Không có trò. Không có trò. Thiếu rồi. Thấy bọc cái ó ơi, ó lấy bọc đi ó ơi liền ha. Bạn già cho bánh thịt ăn. Đây. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn. Rồi, chúc người đẹp ngon miệng nha. Qua đây nè Khánh ơi, đưa tôi vô đây nào Khánh ơi. Rồi, cởi anh luôn. Rồi, chúc ngon miệng luôn nha. Qua đây nè Khánh. Đây, nào vô Khánh. Đây. Tô không? Tô không. Giờ rồi chú không cái một đó. Con lấy giùm cái bọc giùm đi. Ủa lấy cái tô giùm đi. Gần lấy tô giùm đi. Tô mà nó gần lấy bọc giùm đi. Gần lấy bọc giùm đi. Nói mà nói ngược ngạo mà chưa hay nữa. Cái bọc thì nó lâu. Dạ. Nhà mình gáp không? Đây cho chị gửi Khánh luôn. Đâu bà đã bọc nó hả? Rồi chị ốm, bọc. Con cảm ơn. Ồ, chúc ngon miệng nha. Kêu bái cái nhằn lên luôn Khánh. Kêu anh Điền lên, cò cò lên. Kêu anh Điền lên. Kêu anh Điền cò cò lên. Dễ gì gặp mặt được anh Điền đó đó. Cò 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 lên đó. Bị gì mà xe cầu qua? Vậy hả? Ừ. Trời ơi có hay đâu. Nay của chú ba rồi. Cảm ơn nha. Rồi chúc chú ba ngon miệng luôn. Đây 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 đây. Cái bóp rừng giấm gì từ nữa. Và thêm chai gì tôi cho chai xịt nữa. Có ai? Bọc gì đâu á? Lấy bọc kìa. Đó. Người ta đây để bọc cái sách bên kia. Đây bác Nam con gửi. Rồi chúc bác Nam ngon miệng luôn nha. Trong máy hả? Dạ dạ được không sao. Tại vì mấy cô mấy chú ở xưởng bọc thì cho gửi. Tại vì không có đi được. Tô nữa hay gì chú Ninh? Tô nữa hay gì? Tặng tô nữa. Ưu tiên cho chú Ninh luôn đó. Chú Ninh ăn hai tô chú Ninh mắc cỡ cho nên là chú Ninh nó rủ dượng ba ăn theo chung cho vui. Chú Ninh đi hoài mà không. Đây cho Di gửi luôn. Rồi chúc em ngon miệng nha. Ca nữa hay gì? Không gửi cho mấy chú ở trong ó luôn á. Chờ em xíu nha chị. Cái này nè. Dạ, tô mũ nó cũng con đó. Tô mũ. Này làm đây lạnh. Cho bé bầu đây phải không? Làm bọc đi hết rồi. Bọc nữa, bọc cái con lạnh gì đó, hai cái đổi qua đổ qua lại để nó ở không nè. Đợi mình. Vậy đó. Thì tô một bọc. Uza. Đây cho gửi luôn chị Bầu ơi. Dạ, rồi chúc con ngon miệng. Qua đây nè em. Qua đây đưa tô qua đây luôn em. À, làm sao luôn. Chứ Ninh theo gạo. Đâu khỏi đảo. Rồi mốt chú Ninh cũng sắm cái tôm vậy chú Ninh. Đi về chắc bỏ của ai của nhà phải không? Ngà cho cục lựa cục xương bự bự hay ngà được không ngà? Ba phải không bọc này nữa hết đúng không? Có rồi tôi nhịn đó bà. 4 bọc hả? 4 bọc bà nó là 5 phải không? Nè ngà ơi. Nè, đây cho chị gửi. Chúc ngon miệng nha. Xô. Đây nữa tô đây, rớt vô cho nó màu. Tô nó bưng dĩa nóng, tô luôn nóng. Đi mất sâu vột hoài. Cầm cái ấy đó, cái bao tay đó. Gung tay. Lâu lắm rồi nhà bà hai mới được đông vui gì á. Dạ cũng tô đây con. Bởi vậy hả bà hai? Ước gì ngày nào cũng được vui như vậy. Bữa nào không có tao ra tao chợ đi. Bởi vậy cho vui liền à. Còn mình không có thì bà Hai ra tài trợ cho vui. Này cho chị gửi luôn. Rồi chúc ngon miệng luôn nha em. Còn bọc nữa hả em bà? Bọc nữa. Điện thoại này, tôi có điện thoại kìa mà ngặt không có số điện. Ai điện bọc nữa hả? Ăn nào, và ăn đâu? Đây sáng bữa nay làm ngang. Thôi đóng bự đó bà vừa. Này là tu. Này, đây. Có thì đó, lấy cái tô nó trụng. Rồi, xong. Chính ơi, qua hủ tiếu nè Chính ơi. Ai đây nha, trụng nha. Nhanh tay còn nha. Nghỉ trụng nha, ông Ninh trụng tô đâu. Tô dẹp rồi, lấy tô mới lên. Rồi, bữa nay cho ông nghỉ thêm cơm luôn. Đã nói hôm nay là ăn trừ cơm mà. Rồi con gửi bà Sáu, chúc bà Sáu ngon miệng luôn. Cảm ơn hết nha. Dạ rồi, cho em gửi lời chúc ngon miệng hết nha. Chúc ăn ngon bụng nha. Chính bà Chính lên đồng tiếp bà Chính ơi. Ai chưa có lên nghe, đây hết nha. Ai nhằn nó mày rồi, nó bền rồi. Biết đâu, nhắn hồi kêu. Đợi bằng dưới không ai hay rồi. Kêu bỏ không có kêu không tắt không. Khánh ổng đi lên rồi ổng mấy lắm. Này bà Út ơi, cho con gửi cho Trinh Linh luôn. Chị Ba. Chị Ba đâu rồi? Gì dưới rồi giờ. Kêu lên. Ngon quá ngon. Ngon quá ngon. Ngon đây. Quá. Ba trứng luôn hả? Ba trứng lận. Trời bữa nay ta cho ta dạo trứng mà. Cho hai đâu. Ăn cho nghiêng chơi à. Đây cho con gửi Út luôn, chúc ngon miệng nha. Rồi tao đi. Chị Liễu ơi, lại ăn nè chị Liễu ơi. Chị Liễu đâu rồi? Để hỏi hết nghe chị Liễu. Liễu nào? Liễu bán gạo. Liễu bán gạo, chị Liễu bán gạo. Nó ăn có cầm cái theo tôi. Đẹp em, cho bọc thì có bọc. Có bọc ấy đi chị cô cho. Đây cho con gửi bà Út luôn, chúc bà Út ngon miệng nha. Dạ. Về ăn là xỉn đúng không? Về xỉn. Ăn xỉn. Ăn xỉn chứ không ăn no. Đây cho con gửi ba luôn. Rồi chúc ba ngon miệng. Cho tôi bé thịt. Được rồi đó. Vô ăn tí không trong bún. Thôi quên ăn hủ tiếu chứ nên mặc ra. Không cho bọc. Không. Ngồi ăn thì cho không cho bọc. Bọc có không? Rồi cho bọc đây. Đây cô bé nào? Của con phải không? Rồi chúc con ngon miệng nha. Cho dựng em kìa. Để là bọc hả? Bọc rồi cho bọc cái này cho về luôn. Cái tồi nóc quá không? Kìa con để trên bàn đi. Rồi chút về cảm ơn. Nóng cái lắp con. Ai à bé cho bọc nước kem đi. Không. Xinh rồi còn. Ha bóp. Cái bóp. Đây cho chị gửi luôn. Rồi chúc thịt ngon miệng. Vô ca đi về đây. Vô ca hả? Cho nó về. Còn này nữa không? Được không? Ba đây. Ủa Phúc Hình gửi theo nó ngon không kìa. Ăn lát cho chị đó. Rồi xe. Đây em ba. Nước nóng. Quá ngon. Cái Hình lấy coi cái nông đó. Cái này coi mặt làm. Không đâu cho cột. Này. Về ba cho ý ăn cơm. Không con mà chú Ninh về ăn cơm nổi nữa con cũng bái phục chú Ninh luôn. Bái phục gì? Ăn nữa là sẽ cho ông bệnh giỏi mà ăn bậy. Cái này cho gửi lên anh. Rồi chúc con miệng luôn. Út ơi Út ăn chưa Út? Này Út là chưa nhường cho em con cháu nhường khác ăn đây. Bà Út bữa nay. Rồi sao mày chở xe sao mà cầm cái bọn này về được nè. Được. Phải tội. Chuyên nghiệp mà, chuyên nghiệp mà. Bể bọc bể. Bà để sập túi. Đây, tô của ai? Hả? Đây, cái tô này của đứa nào? Tô Dân Đỉnh đi. Ủa, chú chị ba đứa nào? Người em cứu. Rồi, chú chị ngon miệng. Ê, mấy thằng bay lấy tô đi con. Đây có cái nó bọc đổ. Cái này có tô này. Cái bọc đổ cái em sao rồi. Thôi ơi. Này nè, đây là bọc đó đó. Còn mấy phần đó gì vậy? Dạ, còn hủ tiếu nhiều không? Dạ còn thịt trong nồi nè, mẹ vớt còn nhóc ngoài trong nồi nè. Ủa đứt hết à? Ê con cái thịt nhỏ nè, này lấy một hai cắt con của ai ta? Đây, tô của ai? Của Thái. Rồi, chú Thái con miệt. Vô cái ca đó gái này rồi cái tô nữa. Thính nó kêu đâu, thằng đó nó có kêu đâu. Rồi, đổ á. Để mộ chạy nó đổ. Đây nồi mới đây được không? Đây em ba, đầy một nồi nước súp luôn. Tiêu mà no gì? Chồng tay còn ngang lẹ tay hết bà con ơi. Rồi đây tôi của ai luôn. Rồi cho chị gửi nha. Rồi chúc ngon miệng luôn. Cho bọc luôn. Đó hả? Đây. Rồi còn ai nữa không? Sao? Nước riêng không? Sắp hết rồi nghe em bà ơi. Riêng con để bọc riêng nè. Bọc này là đưa cho cái chú. Cái nào? Này đây nè chú này nè. Này. Bếp lục. Cảm ơn chị. Rồi, chúng con miệng nha. Làm bọc nước tương nó đi. Rồi. Rồi. Rồi đây cái tô. Rồi chúc chị ngon miệng luôn. Còn tô nữa với bọc nữa. Xương trên đây đi. Trời cảm ơn luôn. Chị ngon miệng nghe chị. Vét nồi rồi em ba ơi. Rồi còn thêm ba tô nữa là cho bé Điện tô nữa là hết luôn rồi đó. Cái bỏ út tô nữa mày. Bỏ út nữa. Rồi cho em gửi luôn. Chị ngon miệng. Cho bé Bon bọc nữa hả? Nè, bọc nè Bon. Vừa nước vừa cái luôn. Hay quá. Cái bé lên nó kìa. Xin cho mấy người làm. Cho mấy người làm này nó chưa. Rồi. Cái miếng quế đã vô. Có rồi chưa? Có rồi. Quế chưa? Ê, dằn cục thịt rồi. Nè em ba cho miếng quế. Sao này cũng chừa thịt để ăn cái gì á. Rồi, đổ nước vừa thịt lại. Rớt không chừa. Chừa lại lát mình ăn. Xương chắc này trong nồi nó mềm nè. Con lại đổ xương rồi. Bọc nó của ai? Rồi cho bé đó. Rồi hết. Chấm hai. Chửi cho nó bả đi. Được tô nữa. Chấm hai nữa ha. Chấm hai bọc hay gì? Bọc hay gì? Bọc hả? Còn cục hủ tiếu nữa không? Còn hai. Còn hai bọc nữa, hai tô nữa. Tô nữa. Thôi chửi cho bột đi. Bột phải đâu ăn nào? Bột này bột không ăn. Dặn thẻ ăn con. Dặn ai bột? Bộ dặn ai bộ? Bữa nay nó chấm bà hai. Bà hai dặn. Nè bà qua đây. Qua đây mới có. Bà sợ nó đẳng mà không có. Rồi xong rồi anh ơi. Thì những phần hủ tiếu á, hôm nay hai em cháu cũng đã thay mặt anh gửi tặng xong hết rồi đó. Hôm nay rất là vui luôn. Lâu lâu nhà bà hai vui một bữa. Thì một lần nữa gửi lời cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe luôn. Lúc nào cũng vui vẻ. Cho nhà bà hai vui. Và nhà bà hai vui là mừng ạ. Thì Duyên cũng xin tạm dừng video tại đây nghe cả nhà. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ luôn. Và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.